Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Giải pháp dưỡng thận. Theo tiên sinh George Osawa, một ngày đi tiểu tối đa 4 lần đối với nam và 3 lần đối với nữ là lượng nước uống vào cơ thể vừa đủ. Trong một ngày đi tiểu quá số lần trên là dư nước. Đi tiểu quá 6 lần trong ngày sẽ làm cho niệu đạo bị tổn thương, lâu ngày thành bệnh. Theo thầy Thích Tuệ Hải, một người làm việc văn phòng uống khoảng 750ml nước mỗi ngày là đủ. Đối với những người làm việc trong môi trường ra nhiều mồ hôi, thì lượng nước uống được tính dựa vào chuẩn số lần đi tiểu trong ngày của tiên sinh Osawa. Để tránh làm hại đến thận, chúng ta không nên hoặc là hạn chế ăn uống những thực phẩm thịnh âm như là rượu bia, đường, cả các loại măng, giá, nấm, đậu hũ, chao, khoai tây, nước đá, kem lạnh, thực phẩm ướt lạnh. Trái cây chỉ ăn 10% trong khẩu phần ăn của mình, ăn nhiều trái cây gây hại thận, nước dừa phá thận rất dữ. Để biết nhiều hơn thức ăn đào âm, thức ăn đào dương, nên tìm đọc những quyển sách về thực dưỡng như Thực dưỡng hồi xuân và sống thọ, Phương pháp trường sinh và đạo thiền, Triết lý y học Viễn Đông, Âm dương và nguyên lý vô song. Xích tiểu đậu hạt nhỏ, bóng và cứng cũng là thực phẩm bổ thận. Mỗi ngày một người dùng một nắm đậu, nấu với cơm và uống thêm 3 nắm trà đậu đỏ. Để dưỡng thận không gì bằng ăn gạo lứt, lấy gạo lứt làm thức ăn chính và uống nước vừa đủ cùng với hàm dưỡng tinh thần mở lòng, thương mọi người như thương bản thân mình. Ha ha ha, 问什么的说